Xin chào tất cả các bác nha, rất là tuyệt vời luôn. Lắp một phòng cho gia đình mà không khác gì cả khách sạn các bác ạ, rất là tuyệt vời. Đấy, bộ bàn đá 2 tầng này, tràn viền các bác nhá. Đấy. Tràn viền đẹp chưa? Rất là sạch sẽ, vệ sinh. Tầng 2 thì để dầu gội đầu sữa tắm các bác nhá. Đấy, hồ một vòi lavabo vuông cũng rất hợp với cả những cái bàn vuông như thế này luôn các bác nhá. Một gương led 60-80 các bác này. À, đẹp chưa? Phối gạch đẹp chưa? Một vắt khăn dàn đa năng nhá, móc được, vắt được và đặt được đồ nhá, rất tiện luôn. Đấy. Tiếp tục là một xem cây. Đồng mạ chrome, hai chế độ, ba chế độ nước, vòi xuống, bát to bát nhỏ các bác nhá. Đây, các bác nhìn cái bát của này. Ok không? Đấy. Rất đẹp luôn. Bát cực kỳ đẹp luôn. Rồi tiếp tục chúng ta có một cái bể tràn viền các bác nhé. Bể tràn viền này, đây cái viền này của nó tràn hết này. Rất đẹp. Đấy. Xịn xuống các thứ rất đẹp luôn. Lô giấy này các bác này. Lô giấy vuông các bác nhé. Con này thì xả thì không khác gì xả lu. Con này riêng con này nhá. Xả thì không khác gì xả lu. Đây xả cho các bác xem này. Kích hùng điện đấy, xảo và cũng tiếp là kích hùng điện. Ok chưa? Đấy, lô giấy vuông đẹp chưa? Bên tràn điện xem cây đồng bạc luôn chưa? Đấy, bàn đá 2 tầng, gương len phun phụ kiện nhìn rất sang trọng luôn. Đẹp từng cm luôn các bạn nhé.